Xin chào các bạn đã đến với cái diễn đàn online của Nguyễn Quang. Và sau nhiều cái clip tôi hướng dẫn thì cũng có một số người đa số để hay hỏi về cái cách tự học. Thì như những clip trước ấy, thì tôi cũng nói về phần tự học rồi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, và tôi sẽ chỉ cho các bạn là ba cái phong cách học cover. Tôi nói riêng về cover đệm hát thì tôi sẽ nói sau nhé. Thì tôi nhận thấy một điều là tôi hướng dẫn hàng trăm bài cũng không bao giờ các bạn có thể tập hay là hoàn thành tốt được, bởi vì là các bạn không hiểu, các bạn học theo máy móc. Nên tôi sẽ làm thêm những cái clip như thế này để tôi giải thích cho các bạn, để các bạn là có một cái kết quả học tập làm sao nó tốt hơn. Đấy là cái mục đích tôi làm những clip để tôi giải thích, tôi hướng dẫn cho các bạn. Đôi khi các bạn cứ mở một bài lên chẳng hạn, đúng không? Các bạn cứ tập theo nhưng các bạn chẳng hiểu gì về nó cả. Có thể là bạn thích một bài đó bạn tập thì cũng được, nhưng để về lâu về dài thì như thế nó không tốt. Cho nên là tôi sẽ làm những clip như thế này, mà nếu các bạn thấy hay hoặc là nếu muốn làm như thế này thì các bạn ấn like cũng như chia sẻ đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Thì tôi nói cách thứ nhất về học cover. Cover là gì đã? Cover là theo cái ý hiểu của mọi người là đánh lại một số bài nào đó, đúng không? Thì theo quan điểm của tôi là cover đánh lại cũng giống các bạn thôi. Có thể chúng ta đánh lại một bản cổ điển, có thể là chúng ta đánh lại một bản một bài hát, bài nhạc trẻ, nhạc đỏ, nhạc vàng, đúng không? Thì nó có ba cái cách học chính, ngoài ra có nhiều cách học phụ lằng ngoằng tôi không nói, nhưng mà học chính mà chúng ta hay dùng bây giờ, một là cái cách học là nhìn bản nhạc đánh đó nhé. Tôi đã nói là một là nhìn bản nhạc đánh, hai là nghe đánh hoàn toàn, đấy, nghe và đánh lại hoàn toàn, và ba là vừa nhìn vừa nghe vừa đánh nhá. Đó thì tôi sẽ giải thích cho các bạn từng cách một, các bạn cứ yên tâm nhá, cứ bình tĩnh. Thì cái cách phổ thông nhất là chúng ta hay dùng đó là cách nhìn bản nhạc vào đánh. Thì nhìn bản nhạc vào đánh ấy thì có nghĩa là chúng ta cứ lên, chúng ta lấy ship trên mạng về thôi, đúng không? Nó viết cái gì trong anh cái đấy và chúng ta không cần hiểu nó là gì cả. Thì đây tôi sẽ nói rõ về cái điểm mạnh điểm yếu của cái thằng này. Cái điểm mạnh của nó là gì? Chúng ta không phải tư duy, nó viết cái gì chúng ta đánh cái đấy, đúng không? Viết nó viết đồ rê mi chúng ta đánh đồ rê mi, không cần chỉnh sửa gì cả. Chỗ nào mạnh chỗ nào nhẹ thì nó đã có ký hiệu hết rồi, thì chúng ta không cần phải suy nghĩ gì cả, chúng ta đánh thôi. Nhưng cái điểm hại của nó ấy, là ví dụ như chúng ta muốn đánh ở giọng la thứ mà ở trên mạng nó chỉ có ship và xoan thứ thôi đấy, thì chúng ta làm thế nào? Trừ khi các bạn là đến cái tầm dịch giọng, đến cái tầm nhìn xoan thứ mà đánh la thứ, hoặc là chúng ta phải dịch lại, nói chung là mất thời gian ở đấy, đúng không? Đấy, cái điểm yếu của nó ở chỗ đấy thôi. Còn cái điểm mạnh của nó là gì? Chúng ta không cần phải làm gì cả, viết thì có thằng nó viết ra rồi, chúng ta cứ việc nhìn chúng ta đánh thôi. Thế thì cái cách học này thì tôi đang nói về cái cách học số 1 này nhá, cái cách học mà nhìn đánh. Thế thì nhìn đánh thì chúng ta học thế nào để cho hiệu quả? À, nhiều bạn thì học nhìn đánh nhưng mà khổ, các bạn ấy cứ học cái linh tinh thì ở đâu, đã học cover theo kiểu nhìn đánh rồi à, xong là chúng ta lại đi học hòa thanh, chúng ta lại đi học cái gì chạy ngón hay cái gì đó lăng quăng. Thứ nhất là tôi nói về hòa thanh này, tôi đã bảo rồi, nếu mà là nhìn đánh thì các bạn không cần tư duy gì cả, nó viết ra thế nào có đánh, bạn hiểu làm cái gì, cái nhiệm vụ của bạn nhìn làm sao, nhìn đến đâu đánh đến đấy, thế thôi. Hòa thanh vẫn quan tâm làm gì đó, học nhiều lý thuyết để ngồi nối phép, ngồi châm gió cho nó hay đó. Hay là chạy ngón, chạy ngón thì ấy, trong bài nó có cái gì thì bỏ ra mà nó chạy, chứ cần gì phải đi luyện làm gì. Còn về những bài luyện ngón ấy, tôi thấy là đa số các bạn nhé, đây là tôi nói cái cách này, là cách này là giống theo kiểu phong cách học cổ điển, có nghĩa là học cơ bản, học nốt, đúng không? Theo ai cũng nói học cơ bản, học nốt, nhưng mà khổ vào ai cũng dí, ai cũng bị dí cho cái chạy ngón đồ rê mi fa sol, hoặc là học được 3 buổi đó đồ rê mi fa sol la si đô, nó sẽ hay quá. Trong đó là cái tay thì yếu, nó giống kiểu đứa trẻ con ấy, nó chưa biết đi biết chạy, thì mình đã cho nó tập cái bài bổ trợ để làm sao chạy cho nhanh. Chạy ngón nó là luyện ngón, nó là những bài bổ trợ, ví dụ như bổ trợ cho ngón yếu thì luyện làm sao cho ngón yếu nó tốt hơn, ngón chậm thì luyện cho làm sao ngón chậm nó tốt hơn, ngón ba yếu ngón năm yếu thì luyện đó, hoặc là tay nó ngắn thì luyện cho tay nó dài hơn. Đấy là những bài bổ trợ. Nhưng chúng ta mới vào học thì chúng ta học cái gì, mới bắt đầu nhập môn về cái theo cái phong cách là nhìn nốt đánh nhé, thì các bạn làm sao cái bài đầu tiên đấy, bài một ấy, các bạn đọc cho tôi từ đồ đến, có là đọc hết được các nốt trên bản nhạc hai khóa. Có những bạn ở trên các đầu giúp này hay hỏi làm thế nào để đọc khóa pha nhanh hơn,
tôi nói chỉ có bổ đầu thôi, xong nhét chữ vào hoặc là đốt ra thành tro xong nuốt vào bụng thôi, chứ còn lười học thì chẳng bao giờ có được. Các bạn cứ đọc, các bạn coi như tuần đầu tiên các bạn chỉ học mỗi đọc nốt thôi, còn tròn trắng đen đơn nó là gì mặc kệ nó, không quan tâm đến cái đấy. Các bạn cứ đọc cho tôi đồ rê mi, các bạn mở hết các loại sách nhạc ra, còn không cần biết tròn trắng đen đơn nó là gì cả, à nốt đồ rê mi đấy chúng ta đọc đấy, khóa pha khóa son chúng ta vênh vách đi là xong. Bao nhiêu sách nhạc chúng ta biết hoặc là bao nhiêu sách nhạc bỏ ra đọc, đọc như thật đi, thế là xong bài đầu tiên đúng không. Bài thứ hai bắt đầu với tìm cái tròn là gì, trắng đen đơn là gì, tìm cái tiết tấu đánh ví dụ tròn là bốn phách thì ngồi gõ cạch 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 này đó, tròn hai ba bốn, trắng hai đen đơn 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 đơn, hoặc kép 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 đấy, ví dụ như thế thì chúng ta tập đọc như thế, sau chúng ta ghép vào, thế là chúng ta thành bản nhạc thôi, có cái gì đâu đúng không. Các tiết tấu là có cái gì đâu, tròn trắng đen đơn kép chấm dôi dấu nối đấy, những cái đấy cơ bản thôi, thế thôi. Còn cái dấu coda hay là dấu nhắc lại là cái gì mà kệ nó, không quan tâm. Chúng ta phải đặt mục tiêu chúng ta học từng tuần. Nếu các bạn nghe tôi, các bạn học nó nhanh lắm. Nhiều bạn cứ bảo là học 2 năm không đánh được cover, học sinh tôi đánh mấy tháng đấy mà. Đấy là tôi nói là đấy là tại sao tôi nói như thế. Các bạn bảo thế không động vào đàn đánh à? Khổ. Nhưng mà những cái bạn mà tự học ấy, nhiều bạn còn hỏi tôi là anh em chưa có đàn em học kiểu gì? Vào đây, mày cứ vào mày đọc đi, đọc trước đi, khi nào mày cảm thấy mày thích đánh đàn rồi mày đi tìm đàn mày đánh, có thể thuê mượn đúng không, hoặc đánh nhờ, nên là nhiều cách đánh. Thế các bạn, nhiều bạn thì có đàn thì tôi không nói, nhưng nhiều bạn thì không có đàn hay sao, mà kể cả có đàn cứ ngồi đấy cứ để đàn nó trưng bày đấy, không phải tập gì cả, đừng có ngón nghiêng gì cả nhé. Đọc được hết rồi, đọc thông cái thạo rồi đúng không, đọc các tiết tấu rồi, ví dụ những cái dấu nhắc lại, dấu coda hay là dấu dấu mạnh nhẹ các thứ ấy, thì đấy là dấu để trình bày một bản nhạc, là đoạn này nhẹ này, đoạn này mạnh này, rồi đã hát từ đoạn A đến đoạn B xong là dừng lại xong quay lại, đấy là trình bày bản nhạc. Chúng ta đã đánh đâu mà chúng ta cần học cái đấy, kệ nó, bỏ đi một bên, khi nào động đến được tính sau. Đầu tiên là gì, đọc được các nốt nhạc này, đọc được vỗ tiết tấu này đó, sau đó bắt đầu xuống đàn. Xuống đàn thì làm sao, tay chúng ta yếu, tập cho tôi cái bài tập đầu tiên, cái bài tập nhập môn là gắn các phím tay súng, gắn các ngón tay xuống phím đàn. Đấy, ví dụ đồ rê mi fa son đánh đi đánh lại thế thôi, chỉ có 5 nốt thì đánh 5 nốt thôi đấy, luyện cho tôi đúng 1 tuần cái đấy nữa là tay là mạnh ngay, cứ suốt ngày là đồ rê mi fa son fa mi rê đồ, hai tay đánh đi đánh lại như thế, không có phải đánh dai dòng gì cả, đánh đến khi nào mà chúng ta như kiểu phá đàn ấy, đánh nó rầm rầm xuống đàn ấy là ngón tay chúng ta lực, ngón tay chúng ta cực mạnh rồi đúng không, cực kỳ mạnh rồi, bắt đầu chúng ta mới tính tiếp. À, bắt đầu là xem nào, đúng đây là đồ nó nằm ở đâu, ta biết rồi, nó đồ ví dụ nằm ở đây đánh đồ cái à, nhìn thấy bản nhạc đồ hai ba bốn chẳng hạn, nốt kia nó rê hai phách chẳng hạn, thì chúng ta bấm bắt đầu là chúng ta đánh xuống, thế là xong. Còn chúng ta đừng tập nhiều cái đấy là để đạt kết quả nhanh nhất, nên chúng ta thấy không, mới có 3 tuần xong tuần thứ tư là chúng ta vào các tác phẩm chúng ta đánh rồi, khi ngón tay chúng ta đủ mạnh và đủ linh hoạt nhé, đồ rê mi fa son đánh nhanh và đánh nhanh mà nó đủ linh hoạt đủ mạnh rồi thì chúng ta xuống đàn, chúng ta tập bỏ ra 3 tuần tập cho tôi như thế là 1 tháng chúng ta có thể tập bài được rồi. Như tay run này xong rồi chưa học được cái gì đâu, học mỗi cái chạy ngón đồ đi mi fa sol la si đô tập nó không giải quyết vấn đề gì cả đúng không. Rồi tự nhìn vào nhạc đi đấy, các nốt là học hết thôi, học hết xong cái bài đầu tiên rồi đó, nốt gì cũng biết rồi, các tiết tấu ví dụ tròn bao nhiêu phách thì học ở tuần thứ hai rồi biết hết rồi. À, bây giờ đánh xuống đàn tay nó giò khó đúng không, bây giờ có 1 tuần để luyện, các bạn tập đúng 1 tuần cho tôi đấy, tập mạnh chìm tập bài đấy thôi, còn các bạn mà tập không đúng thì các bạn phải chịu đó, 3 tuần thôi là chúng ta đã đủ điều kiện để chúng ta đánh những bài rồi. À, bắt đầu đến cái khâu chọn bài, khâu chọn bài cũng quan trọng, mới vào lại cứ đi tập mấy cái bài của Hành Thúc Khúc Thổ Nhĩ Kỳ thì không được nhá, tập bài thì nó phải tập từ bài dễ bài khó, chúng ta cứ liệt kê tất cả những cái bài mà chúng ta thích trước, xem là chúng ta thấy bài nào ngắn nhất, bài nào dễ nhất, chúng ta xem rồi chiếc nhạc ấy, chúng ta biết đọc nốt rồi mà, chúng ta tìm đến nó, à bài này dễ có thể ăn được, chơi luôn. Đấy, cứ từ dễ đến khó chứ đừng chơi những bài khó quá. Thì tại sao từ dễ đến khó, dễ thì chúng ta vừa tập nó vừa có kết quả mà chúng ta lại vừa thấy nó ưng ưng ý đúng không? Đấy, phải đánh nó có kết quả chúng ta mới hứng lên. Đấy, hứng lên rồi mà đã đánh xong một bài thì nó lại còn có cái cảm hứng của chúng ta để chúng ta tập tiếp bài tiếp theo. Đơn giản đâu.
khi đánh vào bài rồi bắt đầu nó có mấy cái lằng ngoằng đúng không, cái PP FF hay là cái dấu lớn dấu nhỏ hay là mấy cái dấu gì đó, đấy là dấu trình bày bản nhạc à, mình không hiểu đúng không, không vác rách nhạc lý ra tìm những cái dấu đấy. À, thằng này đến đây là quay lại, nó quay lại là đến điểm A xong quay lại điểm B gì đó. Đó, thằng này dấu lớn dấu bé là đánh mạnh đánh nhẹ. Đó, nó trình bày vào là xong. Mà nếu mà không biết đọc cái đấy nữa thì nghe bản mẫu nó đánh xong ở đoạn đấy nó đánh như nào thì mình bắt chước đúng như thế là được. Các bạn thấy không, học nếu biết cách học cũng cực kỳ đơn giản. Các bạn vào đầu tiên luyện ngón cả một tuần rồi xong nốt nhạc thì đọc không được. Cái quan trọng nhất là các bạn đọc được nốt nhạc. Tự các bạn lấy được ship nhạc ra, các bạn đọc được nốt nhạc thì các bạn đánh cái gì cũng được. Các bạn không cần ai hướng dẫn cả, nhưng các bạn luyện ngón ở cái trò các bạn ngón tốt đi, nốt nhạc thì đọc thì ngồi đếm từ nốt này đến nốt kia, nó viết cho hai cái dòng kẻ phụ ngồi đếm xong không biết cái gì thì chúng ta đọc làm sao được. Nên cái quan trọng nhất đó đọc đã nhá, hiểu nó đã, đánh sau biết đã, đấy là phù hợp với những bạn là tự học thôi. Kể cả sau này chúng ta đi học chuyên nghiệp đấy, chúng ta phải hiểu cách học chứ không phải là người ta dạy một cái gì mình học cái đấy đâu, dạy cái đấy nó chỉ học vẹt thôi, chúng ta cũng làm được cái gì. Đấy, đó là cách học thứ nhất. Chúng ta không cần học lằng ngoằng nhiều. Chứ gì dày lắm ông, còn sách cả sách nhạc lý thuộc mấy quyển. Cái thời gian đấy đừng, cái thời gian đấy chúng ta ngồi chúng ta có những người ta thuộc mấy quyển nhạc lý các bạn. Tại sao chúng ta phải làm cái điều đó? Các bạn biết mấy quyển nhạc lý nó học phải mấy tháng rồi chứ không phải 1 2 tháng đâu nhé. Thế trong một tuần chúng ta có thể hiểu được các nốt rồi, ví dụ nốt trên khóa son là gì, nốt son nó nằm ở đâu, thế cứ đếm lên đồ rê mi và son cứ lên dần lên dần lên dần lên dần đó, xuống dần xuống dần. Đấy, hôm nào tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tính bản à, cách tính nốt nhạc trên bàn tay này cho nó dễ. Ví dụ đấy gọi là trong cái trong môn vật lý ở nó định luật bàn tay trái à? Đấy, hôm nào tôi sẽ hướng dẫn định luật bàn tay trái cho các bạn. Hôm nay tôi chỉ hướng dẫn là phương pháp các bạn học thôi. Đó, nhạc lý là cái gì, nhạc lý học đến đâu dùng đến đấy thôi, các bạn đọc cả quyển làm cái gì, nó không dùng được nó lại quên, mất mất công học nó lại quên ngay nhá. Chúng ta nên học những cái chúng ta cần học thôi. Ví dụ các bạn muốn đánh cover các bạn chỉ đơn giản thế thôi, sau đó là thấy ngón yếu quá thì thêm 1 2 bài luyện ngón nào đó nhá, tìm một số bài luyện ngón phù hợp với mình. Ví dụ mình ngón yếu thì mình phải biết là ngón ngón nào yếu. Nhiều bạn thì tốc độ tay rất ngon rất nhanh nhưng mà nó thiếu nhịp, nó thiếu nhịp phách. Thì đấy, tôi có rất nhiều bài, tôi có mười mấy bài chạy ngón ứng dụng cơ. Các bài cổ điển nó cũng phải chạy những cái kỹ thuật của tôi, hay nói cách khác là tôi lấy những cái kỹ thuật đó trong những cái bài cổ điển hoặc là những cái bài quen thuộc và nó hay ứng dụng thực tế để tôi lấy ra tôi hướng dẫn các bạn, và tôi cũng hay đánh cái đấy ở trong thực tế cho các bạn cứ tập cái đấy là được. Cách tập thì tôi cũng có hướng dẫn từng bài mà rồi, bạn nào mà không biết thì cứ comment xuống dưới, để tôi sẽ gửi link cho, hoặc là tìm trong danh sách phát chạy ngón ấy là tôi có đủ hết đấy. Trong kênh của tôi không thiếu cái gì cả, chẳng qua các bạn chưa biết cách học thôi. Đấy nhá, về cái cách học cover cách một như thế. Còn cách thứ hai nghe, nghe đánh, đúng không? Nghe hoàn toàn đánh lại. Ví dụ tôi nghe một bài hát là tôi đánh lại, thì cái đó nó thuộc về trình độ cao, hoặc là các bạn muốn học thì cái đấy đừng bao giờ các bạn tự học, đừng có mua những cái khóa học online về tự nghe. Bản thân tôi cũng là người có khóa học online nhưng tôi không bán những cái đấy. Thực ra tôi làm ra tôi bán cũng được nhưng mà bán cho các bạn không học được các bạn lại chửi tôi nhá. Tôi biết các bạn không bao giờ học được cái đấy là gì, cái đấy nó cần phải có người hướng dẫn cho các bạn, có người xem khả năng các bạn đến đâu. Ví dụ hôm nay bạn nghe đây tập cái này tập này, đưa những bài tập bổ trợ phù hợp, chứ các bạn đừng bao giờ các bạn mơ hồ là ôi giời dạy nghe xong là dạy cảm âm. Tốt nhất là nghỉ nhá, cái thời gian đấy ngồi đọc lý thuyết hoặc là ngồi học cái cách một cho tôi nhá. Còn cách thứ ba gọi là vừa nhìn vừa nghe vừa học đấy, cái cách này thì nó hơi bắt lợn một tí nhưng mà nó lại hiệu quả, mà tôi cũng hay dạy học sinh cái cách đấy. Tôi sẽ hỏi ba cách thì cái cách này là cái cách thứ ba là nó hiệu quả nhất. Là gì, bây giờ tôi không muốn đánh theo cái kiểu của nó nữa đó. Tôi sẽ làm sao là tôi đánh được cái giai điệu bằng bất cứ cách nào, tôi đánh bằng giai điệu tay phải. Một là tôi nghe lại, có những bạn cảm âm một tay phải thì nó đơn giản mà đúng không, không cảm âm được thì cố gắng mà học được lấy cái nốt nhạc ấy. Xong ví dụ ở bài pha pha đồ đồ rê rê đồ chẳng hạn đấy, thì có tiết tấu nó tròn trắng đen đơn không biết thì mình nghe ở trong đài ấy, mình vừa nghe vừa nhìn đấy, gọi vừa nghe vừa nhìn. Ví dụ pha pha đồ đồ rê rê đồ trong kia đàn gà con ông vàng, thì mình biết nốt mà nốt nhạc mà, thì mình đánh ở pha pha đồ đồ, sau đó là mình nghe mình đánh theo nó, đấy là thành, thế là hoàn thành được cái giai điệu, chả cần biết gì phách gì cả. Còn tay trái là sao,
tay trái hòa âm đâu. Tay trái thì chúng ta lấy hòa âm ở trên, ví dụ như trên mạng thì chúng ta đánh hợp âm bài đàn gà con ra chẳng hạn, đúng không? Và chúng ta đánh vào, cách đánh thì chúng ta tìm cái cách đánh, ví dụ bài đấy là đệm disco chẳng hạn thì chúng ta đánh disco như nào, hoặc là đệm ballad như nào thì chúng ta học cái ballad của tay trái này này. Thì tôi cũng có hướng dẫn một số bài về cover đấy, học cái đệm tay trái này, ví dụ rock đánh như nào, van đánh như nào đấy. Hợp âm thì chúng ta lấy trên mạng đấy, Google thiếu gì đúng không, nó ghép cái này nó đấy, gọi là vừa nhìn vừa nghe vừa đánh. Cái phương pháp này nó hiệu quả và nó phù hợp với nhiều người. Tại sao phù hợp? Khi đã có bài là phải có giai điệu nhé. Khi đã người ta sáng tác ra bài hát là phải có giai điệu, các bạn đã biết về nó rồi là phải có giai điệu. Hoặc là cái bài người khác sáng tác mà các bạn chưa nghe bao giờ thì nó cũng có ship nhạc đấy rồi, các bạn chỉ đọc nốt cho tôi thôi, biết nốt là được rồi. Thế thôi đấy. Thứ hai là cái tay này, bởi vì cái tay trái này đa số chúng ta học là khó ở tay trái này, bởi vì người ta viết những cái người viết ra bài ấy, đôi khi người ta viết không không có một cái, có người ta không không hiểu về nhạc nhẹ nhiều nhưng người ta viết nó hơi bị lằng ngoằng, nên chúng ta đánh nó không có một cái hệ thống nên chúng ta hay bị khó, đúng không? Chúng ta đánh hay bị khó ở chỗ đấy. Và khó thì là với lại khi chúng ta tập theo cái ship của người ta ấy là chúng ta chỉ biết mỗi cái bài đấy thôi, biết mỗi bài đấy thôi, còn bài khác chúng ta đâu biết đánh, chúng ta lại tập lại từ đầu. Ở đây thì chúng ta tập cái cách đánh ballad, xong là những bài ballad chúng ta đánh vào, như chúng ta cứ để ý một số cái bài cover mà tôi hướng dẫn mới đây đấy, thì tôi có hướng dẫn cái cách đánh tay trái chúng ta cứ áp dụng sang bài khác cũng được. Đấy là cách học thứ ba. Còn cách học thứ hai thì tôi khẳng định với các bạn là tốt nhất là vác tiền đi học, còn nếu mà không muốn vác tiền đi ấy mà học miễn phí thì chúng ta học đúng theo hai cách kia thôi, tôi có hai cách để học thôi nhé. Đấy là những cái mà chúng ta cần phải nắm được. Đấy, cách học thứ ba thì chúng ta làm sao nghe này, nhìn này, vừa nghe vừa nhìn này. Hoặc là ví dụ bây giờ nó hay có cái syntaxia chảy chảy ấy, chúng ta tập mỗi tay phải thôi, còn tay trái chúng ta không đánh theo nó, tay trái chúng ta đánh theo kiểu của chúng ta, có hiểu chưa? Đấy, ví dụ ánh nắng của anh chẳng hạn, nó tưng 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 tưng, mình đánh mỗi cái bên này thôi. Đấy, còn cái bên trái này thì mình không nhìn nó nữa, bởi vì nó viết phức tạp, đâu mình đâu có đánh được như thế đâu, mình lại học cái cách đơn giản, mình gõ bên này nó vẫn đánh được, mà mục đích tay trái nó để đệm cho tay phải thôi đó. Nên là vừa nghe vừa nhìn, nó học nghe thì nó hơi bắt lợn một tí, nhưng mà cái này nó hiệu quả, nó cực kỳ hiệu quả. Bởi vì là tại sao tôi gọi nó bắt lợn, nhiều người thì bảo nó hơi vô học, đúng nó vô học bởi vì trong trường lớp người ta không dạy cái đó. Nhưng các bạn có biết học là gì không? Học là những cái đúc kết kinh nghiệm lại, và cái thằng có nhiều kinh nghiệm nó dạy cho cái thằng không có kinh nghiệm, chứ không phải là học là các bạn bỏ sách ra các bạn đọc là học. Nó có nhiều phương pháp học, đấy là học một kiểu thôi. Học trong trường là gì? Những ông thầy giáo thì đi đọc sách đó, dạy lại từ cái kinh nghiệm đó, và những cuốn sách thì nó có thể là viết từ 18 bao nhiêu rồi chứ không phải 19 bao nhiêu nữa. Mọi người hiểu ra chưa? Bây giờ là năm 2000 bao nhiêu, 2000 hai mấy rồi, công nghệ thông tin nó bùng nổ rồi. Tôi không chê trách là cái sách của người ta không hay, tôi cũng không chê ai cả, nhưng tôi đang nói là cái phù hợp với chúng ta. Chứ còn mình nói, nếu mà nhiều bạn cứ hay thóc mách, các bạn cứ bảo tôi nói như thế thì các trường sinh ra để làm gì? Các trường nó có cái nhiệm vụ khác, nó có cái đặc biệt khác. Còn đây tôi đang nói các bạn học làm sao cho hiệu quả. Nhiều bạn cứ hay bẻ tôi là thế trong trường dạy không hiệu quả, tôi nói thẳng là đúng luôn đấy. Đấy, bao nhiêu thằng học đấy 10 năm mười mấy năm ra đệm nó hát đâu, đúng không? Rất hay ra đánh cover, nhưng mà nó đánh cover theo kiểu của nó nhìn nó đánh, nó nhìn bản nhạc, nó đọc vênh vách nó đánh được, đúng không? Các bạn không thể so sánh, tất cả cái sự so sánh nó là sự khập khiễng, chúng ta không nên so sánh. Mà chúng ta chỉ thấy là cái phương pháp của tôi nó có phù hợp các bạn không, nếu phù hợp thì các bạn học, không phù hợp thì các bạn vẫn cứ học theo cái phong cách trong trường của các bạn, chả sao cả, đúng không? Nó học có nhiều phong cách. Tôi chỉ lấy một ví dụ như một số người nông dân, người ta sáng chế ra những cái máy móc mà cái ông giáo sư ngồi trên nghiên cứu có ra đâu. Thế thì các bạn lại tính như thế, so sánh vào thằng nông dân nó giỏi hơn thằng giáo sư à? Đúng không? Mình không thể so sánh được. Ông nông dân ông chỉ là ông nông dân thôi, trong quá trình lao động ông phát hiện ra cái đấy và ông ấy làm để đạt mục đích của ông thôi. Còn về trình độ học vấn các thứ làm sao mà bằng giáo sư được? Nó nói mình không thể so sánh. Nhiều bạn thì cứ theo kiểu tiêu cực là ui giời giáo sư làm cái gì làm sao bằng giỏi nông dân được. Các bạn đừng nói như thế, nói như thế không đúng. Cho nên mình nhìn nhận cái gì mình phải nhìn nhận bằng đúng, chứ mình không phải nói cho sướng mồm được đâu. Cho nên ví dụ cái cách học của tôi, nó là trong quá trình tôi giảng dạy và kinh nghiệm thực tế của tôi thấy nó như thế và nó hiệu quả đối với các bạn hoặc là đối với cả tôi, thì tôi chia sẻ cho các bạn.
chứ nó đừng bao giờ so sánh tôi. Tại sao ông không mở cái trường hay mở cái thế này, hay ông không dạy ở kia, nó có nhiều vấn đề lắm, các bạn đừng bàn đến những cái đấy. Và tại sao ông giỏi không đi dạy, thì tôi vẫn đang dạy kiếm tiền đấy, tôi có phải tôi không đi dạy, tôi ngồi nói phét với các bạn đâu. Còn dạy trong trường hay không đấy là sở thích của mỗi người, có người thích theo nhà nước, có người thì thích oai hùng, nhưng bản thân tôi chẳng thích cái gì cả, tôi chỉ thích kiếm tiền bình thường thôi, là một người công dân bình thường. Đó. Không thích chức vị, không thích cái này cái kia, thích uống rượu chẳng hạn đấy, ví dụ như thế. Các bạn đừng có so tôi với người khác, hoặc là cứ hay có những cái kiểu tư tưởng tiêu cực là những cái cách nói, cứ so sánh kiểu ông nông dân ông giỏi hơn cái ông giáo sư. Có chuyện đấy đâu, giáo sư người ăn học người ta giỏi nhiều, có thể là trong cái phát minh là người nông dân người ta phát minh tốt, nhưng cái giáo sư nó phát minh kiểu khác, cái cống hiến nó nhiều kiểu, chứ chúng ta đừng cứ nhìn thấy một cái bề nổi mà chúng ta đánh giá nó không đúng. Cho nên tôi nói lại cái phương pháp nó là như thế, cái phương pháp của tôi là vừa nghe vừa nhìn vừa học đấy. Thì nó là sao, nghe thì nó vô học, bởi vì nó không giống cho trong trường dạy, nhưng thực tế ra nó cái quan trọng nhất là các bạn đừng đánh giá nó ở đâu, mà quan trọng nó hiệu quả hay không, chứ đừng đánh giá là ôi nó phải giống trong sách. Sách sách cũng là con người viết ra đúng không, tại sao các bạn không nghĩ là tôi sẽ viết ra sách, tôi cũng có viết sách nhưng tôi không bán, tôi viết cho tôi chơi thôi, tôi viết để tôi dạy thôi chứ tôi không bán. Nhiều bạn cũng hay hỏi mua giáo trình nhưng tôi không bán, bởi vì bán cho các bạn là tôi bán sách lậu, các bạn hiểu chưa, tôi có đã đăng ký bản quyền đâu, đã gọi là xin nhà xuất bản đâu nữa, hãy giống mấy cái thằng trên mạng bây giờ xuất bản bán sách. Sách các bạn mua, các bạn thấy ở nhà xuất bản nào, thế trong tay tôi vẫn đang cầm 2 quyển sách, chẳng tôi thì nó mất 500 nghìn thôi, nhưng mà 500 nghìn là tại vì như thế này này, có mấy bạn học sinh, bạn học viên của tôi thì cứ hay hỏi cái, nó hay quảng cáo mấy quyển sách nhạc gia dùng trên mạng đấy, thì bảo thôi được rồi để tao mua về tao xem trước, xong là nếu mà hay thì tao bảo chúng mày mua chứ chúng mày đừng mất tiền vào những cái đấy. Tôi mua được 2 quyển sách 500 nghìn, 2 quyển sách nó gọi là sách thì tôi mới mua về, không có nhà xuất bản mà không có một cái gì cả, nó giống kiểu sách photo ấy, chữ thì mờ, tôi nhắn tin lại tôi hỏi nó không trả lời, nó có nguyên cái địa chỉ của nó ở Thanh Hóa ở đấy nhá. Tôi không muốn, thực ra là 500 nghìn thì coi như tôi đi uống rượu thôi nhá, tôi để nó chơi thôi, nhưng mà bán như thế nó không khác gì là lừa đảo con người ta cả, mà tôi thấy nó cũng là người dân học nhạc ấy nhá, mình không muốn chia sẻ cái địa chỉ hay cái thông tin của người ta. Nên tôi nhắc cho biết là như thế, là bạn nào hoặc là chẳng may mà cái người bán sách ấy mà đọc được clip này nha, các bạn cẩn thận đấy, các bạn in sách lậu các bạn bán, tôi không bán sách lậu, sách của tôi là tôi viết ra tôi chơi thôi, tôi không bán. Còn khi nào tôi bán là tôi xuất bản, nhà sách này nhà sách kia nó bán sách của tôi, chứ tôi không phải bán trên mạng tôi quảng cáo như thế, mà trong đó là sách của các bạn đó in bán cho tôi, là còn lấy của giáo trình nước ngoài xong là photo lại bán nhé, chứ không phải là không không phải là sách của bạn viết ra đâu đấy. Photo thì ví dụ bán 500 nghìn 2 quyển nó phải đẹp đẹp tí, không giống cái quyển sách tí nào, giống hệt cái bài mấy chục nghìn các bạn ra các bạn photo, mà chữ thì nó mờ, nó lem nhem nó đọc được đâu đấy. Tôi nói các bạn nghe một sách ấy, sách trên mạng thế thôi, nhà xuất bản nào các bạn nó mua, tại sao phải mua sách của nhà xuất bản, tôi không nói cái chuyện bản quyền ở đây, nhưng ít nhất nó qua hàng đống người, người ta thẩm định rồi, ít nhất là cái quyển sách nó trình bày đẹp, bìa nó đẹp như thế này, hình thức nội dung nó không phản động, nó không chửi nhau, nó không lừa đảo ai cả, nó phải thành một quyển sách thì các bạn mới mua. Các bạn mua sách của ba cái thằng lăng nhăng xong là bắt đầu về sách thì viết lung ta lung tung, ai thẩm định cho các bạn là cái nội dung ấy đúng, xong các bạn không biết thì các bạn học thì nó sai đi. Đấy là cái cách là chúng ta mua sách online như thế. Thà các bạn đi tìm sách nhé, sách nó chỉ để tham khảo thôi. Các bạn đi bỏ cái số tiền các bạn đi đi học thì tôi thấy nó có giá trị hơn là mua sách đọc. Sách thì chúng ta mua cái sách bản quyền, nó không có thì chúng ta mua sách nước ngoài và chúng ta dịch ra chúng ta đọc. Và các bạn nhiều bạn thì xính ngoại thì cứ chê sách Việt Nam thì đấy, mua sách nước ngoài về mà đọc. Sách làm sao nó có bản quyền nhà xuất bản nào đó chẳng hạn. Đừng có mua sách linh tinh. Đấy là cái chia sẻ của tôi về cái cách tự học. Nếu các bạn thì thích thì các bạn cứ ấn like, comment để tăng tương tác cho video và chúng ta chia sẻ cho những người nào chưa biết đấy, những kiến thức như thế này. Và nếu chúng ta cảm thấy thích những nội dung như thế này thì các bạn cứ comment dưới để tôi sẽ ra những clip tiếp theo. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn.